Dạ, em lại xin được chào các bác nha. Thì hôm nay lại về rất là nhiều phấn nha các bác ơi. Hiện tại bây giờ đang là cái tháng rất là cao điểm đấy các bác. Anh em nào mà giai đoạn này mà giữ được ong rồi là cũng bắt đầu là ok đấy anh em ạ. Cho nên là thôi thì mình làm nghề thì phải giữ lấy nghề thôi các bác. Cho nên là cái câu chuyện là chia sẻ với các bác thì rất là nhiều rồi. Thì bán phấn lâu rồi nhưng mà đến hôm nay thì lại được về được rất là nhiều phấn nha các bác nhé. Đây này, đây là phấn cà phê thôi. Phấn này là toàn bộ là phấn cà phê nha các bác nhé. Phấn rất mới này, hạt rất đẹp luôn này. Nó thi thoảng nó lẫn cái hạt cỏ kim vào các bác ạ. Đấy. Thế mà đây, phấn đây nhiều lắm các bác. Vừa về 4 tạ đây các bác. Đấy. Trong nhà vẫn còn này các bác nhé. Đây có 3 cỏ kim thôi. Nhưng mà cỏ kim thì nó không được đẹp lắm đâu. Đấy là nói thật với các bác vậy. Cái gì nó có giá của nó thôi. Nó không đẹp cho nên là giá nó thấp. Cho nên là bác nào mà có nhu cầu thì liên lạc với em nhá. Đây phấn nhiều lắm. Bột thì cất đi rồi. Đây bột đây nhưng mà bột cất ở trong nhà nữa. Cho nên là ai các bác cứ có nhu cầu thì cứ gọi điện cho em. Đây trong nhà đấy vẫn còn phấn còn bột này các bác này. Đây này bột đây này. Phấn đây này. Nhập rất là nhiều luôn nhá. Để phục vụ cho các bác nuôi ong. Trong cái giai đoạn này thực ra thì tháng 6 âm và tháng 7 âm là cái tháng rất là cao độ trong cái anh nghề nuôi ong. Nên là anh em muốn giữ được ong thì mình phải cho ăn thôi các bạn. Mùa này nó là mùa dưỡng rồi. Cho nên anh em dưỡng để lấy đàn làm sao. Thực ra thì mình cái câu chuyện là mình cho ăn thì nó đẻ tốt. Nhưng đẻ tốt thì mình lại chia được sớm. Chia được sớm thì nó lại vào đông tốt. Cho nên là anh em nên là cho ăn các bác nhá. Thì đấy là cái lời khuyên dành cho tất cả mọi người. Thế và trong hai cái loại phấn này thì em nói thật luôn với các bác là các bác nên cho ăn phấn cà phê, đừng cho ăn cỏ kim. Vì em là người thực tế là cỏ kim nó thứ nhất nó đẻ không hiệu quả đâu các bác. Mặc dù nó chỉ rẻ hơn 10-20 nghìn nhưng mà cái giá trị sử dụng nó hiệu quả cho con ong nó không bằng cái phấn cà phê đâu các bạn. Cho nên là nếu bác nào đã chót mua cỏ kim rồi thì cho ăn, thì lấy thêm một ít về mà cho ăn thử rồi các bác sẽ thấy được cái hiệu quả của phấn cà phê các bác nhé. Thì một lần nữa xin được tỏ lòng biết ơn đối với lại tất cả các bác đã ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại các bác.